mọi người luôn, này là phôi giấy Mỹ. Phôi giấy Mỹ này là nó đã đâm trời mạnh hết trơn rồi nha anh chị. Nè nhú quá. Giấy Mỹ này nó dễ sống đó. Cái này nếu em ốp giấy vô nó mới gãy chồi, anh chị thông cảm ha. Về ra chồi mới nha. Cây nào gãy mình giờ mình cắt bỏ nó dập dập á. Rồi. Cây này là nó có bị một cái chỗ này, mã số này là mã số Q1. À, có chỗ này nha anh chị. Để mặt chỗ này ha. Này một bên này nữa. Dưới bên này. Để nó cũng quái nè ha. Để quái. Rồi mã số này là mã số Q1. Mã số Q1 nha anh chị. Rồi hoành ngay đây là 27. 27 hoành. Chiều cao của nó là 59. Chiều cao 59. Đường kính cái bầu của nó là 31. Đường kính bầu 31. Rồi mã số này là mã số Q1. Zalo với chị là 1 triệu bao ship. Rồi 1 triệu bao ship chị ơi. Tiếp theo là Q2. Q2. Cái cây này thì em bứng lên này em ủ vô chấu xe dừa sẵn rồi. Cho đâm trời hết trơn. Nha anh chị, dễ sống lắm ha. Mã số này là mã số Q2. Mình về mình trồng đi, mình cắt gì cũng thấm nước á. Ở đây có chỗ này nó bị da của nó bị bong da vô này. Chút cho đây. Hoành ngay đây là 18. Chiều cao của nó là 30. Đường kính cái bầu nó là 18. Rồi mã số này là mã số Q2. Giao lưu với anh chị là 600 ngàn bao ship. Rồi 600 ngàn thôi chị ơi, bao ship luôn. Cây này là Q3. Nó đâm chồi nhí nhí hết rồi. Nó bị chóc da hồi lúc lâu rồi, lúc mới bứng về nha anh chị. Nó có một số chỗ nó bị chèn chèn da nè. Có cọng đế này nó bị hư khúc này. Có cọng đế khúc này nó bị hư thôi nha. Khúc đó hư mà đâm chồi bên đó. Đâm chồi kế bên. Quạnh đây là 16. Chiều cao nó là 32. Rồi mã số này là mã số Q3, 550 ngàn em bao ship. 550. Rồi cây này là Q4. Đâm cho mạnh nó là hoành nó là 15. Chiều cao nó là 40. Rồi cây Q4 này em giao lưu với anh chị là 350 ngàn em bao ship. 350. Q5 đế rất là đẹp luôn nè anh chị ơi. Cây này nó hơi bay nha. Nhưng mà nó có một cái chỗ lỗi ở đây á, là cái da của nó chỗ khúc này nè. Nó bị hư da ở ngoài này nè. Nhưng mà cái nhánh có một cái mặt sống này rất là đâm chọi trơn luôn ha. Anh chị cái đầu này nè. Bị lột da bên đây. Chiều dài thân này là 31. Rồi cái hoành cái đế này nha, 33. Rồi mã số này đây nó có bị chày đây miếng nè anh chị. Rồi mã số này là mã số Q5, 500 ngàn em bao ship. Q6. Để nó ra. Đâm chồi mạnh hết trơn rồi. Mấy anh chị sợ nó không sống em nữa. Giấy thì nó rất là dễ sống. Hoành của nó là 21. Chiều cao nó là 30. Rồi mã số này là Q6, 400 ngàn bao ship. 400 ngàn. Q7. Đó, đâm chồi nè. Hoành nó là 17. Chiều cao nó là 29. Chạy da nhẹ đây. Cọ nhau á. Mã số này là Q7, 400 ngàn bao ship. 400 ngàn bao ship. Q8. Cộng đế nè. Ở đây có mấy cái chỗ này sẹo lâu rồi nha anh chị, đâm chồi mạnh hết xung quanh rồi nè. Cái này nữa nó ra lá rồi thì nó che lại hết nè. Đó, mấy cái chỗ sẹo ra da của nó nè. Hoành đây là 17,5. Chiều cao của nó là 32. Q8 này 550 ngàn em bao ship. Q9. Nhỏ mà cái đế nó khéo ha. Quạnh đây là 13. Chiều cao của nó là 22. Rồi Q9 400 ngàn bao ship. Q10. Quạnh đây là 21, 22. Chiều cao của nó là 26.
chị ra đây xíu nè anh chị. Rồi Q10 này 500 ngàn bao ship. Q11. Q11. Con ghê tủ con quái ha. Dễ sống lắm chị ơi. Mình về mình trồng cái chất nào thoát nước là được. Đây nó bị chạy đây. Hoành ở đây là 19,5. Chiều cao nó 25. Q11 400 ngàn bao ship. Q12 hoành nó là 15,5, chiều cao nó là 32. Rồi Q12 này 400 ngàn bao ship. Q13 hoành đây là 13. Đây nó có bị da, nó bị bọp ở đây nè mọi người. Chút chút bông da ở đây. Ở trên đây thì đâm cho mạnh ha, nữa em ốp giấy mấy cái chòi này nó lỡ có gãy á, nó ra chỗ khác nó rất là nhiều nè. Rồi mã số này là mã số Q13 450.000 bao ship. Q14 hoành ngay đây là 17,5, chiều cao nó là 27. Q14 500.000 bao ship. Q15 cái này như tay cầm này nó bị chạy đây xíu nè, giống như bình trà rất là đẹp luôn nha anh chị, giống như bình trà vô cái chậu đẹp nữa là đẹp lắm á. Hoành ở đây là 19, chiều cao nó là 26. Rồi mã số này là mã số Q15 450.000 bao ship. Q16 hoành đây là 14,5, chiều cao nó là 38. Rồi cây này là Q16 500.000 em bao ship. Rồi xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. Hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi, nó khá là tốt ha và rẻ nên anh em ơi. Cái gói 500g này ha, em bán là, em chia sẻ cho anh em, bán cho anh em là giá là 200.000 đồng, em bao ship luôn á, em bao phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á, em cây ít cũng rất là lâu á, tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Phôi, nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần, rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần. Đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. Bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây, hàng em đã sử dụng anh em coi. Ổi em mới tưới được có nói chung là tưới hơn 1 tuần. Đâm trời xanh mướt luôn ổi anh em. Đó, một số cây nó ra rễ luôn rồi. Em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng ra rễ hơi trắng rồi. Đó, hơn 1 tuần. Nói chung loại này thì sử dụng khá ok nghe nè. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để dùng để em tưới gốc mà. Đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có nên có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó, về có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó si, nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên em khuyên ha, là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh cây, nó khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị suy và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó. Nhưng nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô một cái nó phúng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè. Đó, em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em. Nghe một số đó nè. Đó, giờ nó đâm chồi mạnh nè. Tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng. Đó, em dưỡng, em dâm lại cho anh em. Để cho anh em nào, để ra lá mạnh, để nữa bán cho anh em nè. Mấy cây tày, mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha. Anh em nên để ở nhà một bịch, hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em.
Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có một hai trăm ngàn hay năm sáu chục ngàn, mà mình không tiếc tiền mình mua, mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây gì khi vài triệu, năm mười triệu, khi anh em mua cây bông trang mười mấy hai chục triệu cây mai cũng vậy, mà mình không có về, mình không có kích nó khi nó èo ọt, nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, nay sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha. Nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi. 500g này nè, gói 500g, nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu, cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước. Cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha. Cây sống khỏe thì một tuần một lần. Đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè. Nói chung nó đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4915 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em. Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gói thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.